Chào mừng quý bạn đến với kênh Phong Thủy Tâm An, chào bố mẹ tuổi canh ngọ 1990 và Ất Hợi 1995, kính chúc quý bạn có nhiều sức khỏe để chào đón con yêu của mình. Nếu quý bạn có kế hoạch sinh con, đừng bỏ qua video này. Hôm nay chúng tôi sẽ giúp các bạn nắm bắt được cuộc sống của cặp vợ chồng tuổi canh ngọ và Ất Hợi, hai tuổi này sinh con năm nào hợp. Đầu tiên là hôn nhân giữa vợ chồng canh ngọ và Ất Hợi. Nam và nữ sinh năm 1990 tuổi canh ngọ tức tuổi con ngựa. Thường gọi là thất lý chi mã, tức ngựa trong nhà. Mệnh thổ lộ bàng thổ nghĩa là đất ven đường. Nam và nữ mạng sinh năm 1995 tuổi ất hợi, tức tuổi con heo. Thường gọi là quá vãng chi chư, tức lợn hay đi. Mệnh hỏa sơn đầu hỏa nghĩa là lửa trên núi. Trong quan hệ vợ chồng cho thấy vợ chồng bạn hợp nhau, cuộc sống vợ chồng hạnh phúc bởi hai vợ chồng hòa hợp. Chồng dương thổ lấy vợ dương hỏa có mối quan hệ tương sinh, Mệnh thổ sẽ bổ trợ và bồi đắp giúp mệnh hỏa phát triển mạnh mẽ và đạt được những điều tốt đẹp nhất. Đồng thời chồng cung khảm lấy vợ cung khảm sẽ rơi vào cung phục vị. Phục vị giúp gia chủ có được sự giúp đỡ, dễ đạt được những điều cầu mong hay cầu được ước thấy. Xét các yếu tố xung khắc trong quan hệ vợ chồng cho thấy vợ chồng bạn có mệnh hợp nhau. Nếu chọn năm kết hôn hợp tuổi và biết áp dụng các phương pháp gia tăng hạnh phúc thì cuộc sống gia đình sẽ ngày càng bình an, viên mãn. Vận khí hòa hợp giúp tăng thêm phần tài lộc và may mắn. Sinh con hợp tuổi là một cách hóa giải xung khắc trong gia đình. Sinh con hợp tuổi với bố mẹ còn giúp cho vận mệnh gia đình thuận lợi hơn, con cái phát triển khỏe mạnh, hạnh phúc, lớn lên đạt được thành công trong sự nghiệp. Trong video ngày hôm nay chúng tôi sẽ tìm năm sinh thích hợp cho cặp vợ chồng canh ngọ 1990 và Ất Hợi 1995. Vậy chồng canh ngọ 1990 vợ Ất Hợi 1995 sinh con qua các năm để đánh giá được sự xung hợp tuổi con với bố mẹ cần dựa vào các tiêu chí như ngũ hành sinh khác, thiên can xung hợp và địa chi xung hợp, từ đó sẽ đưa ra kết luận đánh giá chi tiết sự xung hợp giữa các yếu tố. Thông thường con không hợp với cha mẹ được gọi là tiểu hung, cha mẹ không hợp với con là đại hung. Vì vậy cần tránh đại hung, nếu bắt buộc thì chọn tiểu hung, bình thường là không xung và không khắc với con, tốt nhất là tương sinh và tương hợp với con. Chồng canh ngọ 1990 vợ ất hợi 1995 sinh con năm 2024. Nam và nữ sinh năm 2024 tuổi giáp thìn, tức tuổi con rồng. Thường gọi là phục đầm chi lâm, tức rồng ẩn ở đầm. Mệnh hỏa phúc đăng hỏa nghĩa là lửa ngọn đèn. Năm 2024 có. Niên mệnh con tương sinh với niên mệnh bố vì hỏa sinh thổ. Mệnh con làm lợi cho mệnh bố. Niên mệnh con và niên mệnh mẹ không sinh không khác với nhau vì hỏa hỏa hỏa. Thiên can của bố và thiên can của con trực xung vì giáp khắc canh. Thiên can của mẹ bình hòa với thiên can của con. Địa chi của bố mẹ và địa chi của con không xung không hợp nhau. Điểm tương hợp của bố và con là 2.5 điểm. Điểm tương hợp của mẹ và con là 2.5 điểm. Năm 2024 là năm có các chỉ số điểm tương hợp giữa ngũ hành, thiên can, địa chi của bố mẹ và con trung bình, 5 trên 10 điểm. Như vậy, Tuổi chồng canh ngọ 1990 vợ ất hợi 1995 có thể sinh con năm 2024. Chồng canh ngọ 1990 vợ ất hợi 1995 sinh con năm 2025. Nam và nữ sinh năm 2025 tuổi ất tỵ, tức tuổi con rắn. Thường gọi là xuất huyệt chi già, tức rắn rời hang. Mệnh hỏa phúc đăng hỏa nghĩa là lửa ngọn đèn. Năm 2025 có. Niên mệnh con tương sinh với niên mệnh bố vì hỏa sinh thổ mệnh con làm lợi cho mệnh bố. Niên mệnh con và niên mệnh mẹ không sinh không khác với nhau vì hỏa hòa hỏa. Thiên can của bố và thiên can của con tương hợp vì ất hợp canh. Thiên can của mẹ bình hòa với thiên can của con. Địa chi của bố và địa chi của con không sung không hợp nhau. Địa chi của mẹ và địa chi của con phạm lục sung, tị sung hợi và phạm tứ hành sung, dần, thân, tị, hợi. Điểm tương hợp của bố và con là 3.5 điểm. Điểm tương hợp của mẹ và con là 1.5 điểm. Năm 2025 là năm có các chỉ số điểm tương hợp giữa ngũ hành, thiên can, địa chi của bố mẹ và con trung bình 5 trên 10 điểm. Như vậy, tuổi chồng canh ngọ 1990 vợ ất hợi 1995 có thể sinh con năm 2025. Chồng canh ngọ 1990 vợ ất hợi 1995 sinh con năm 2026. Nam và nữ sinh năm 2026 tuổi Bính Ngọ, tức tuổi con ngựa thường gọi là hành lộ chi mã, tức ngựa chạy trên đường. Mệnh thủy thiên hà thủy nghĩa là nước trên trời. Năm 2026 có Niên mệnh bố tương khắc với niên mệnh con vì thổ khắc thủy, mệnh bố bất lợi cho mệnh con. Niên mệnh con tương khắc với niên mệnh mẹ vì thủy khắc hỏa, mệnh con không tốt cho mệnh mẹ. Thiên can của bố trực sung với thiên can của con vì canh khắc bính. Thiên can của mẹ bình hòa với thiên can của con. Địa chi của bố và địa chi của con phạm tương hình, ngọ chống ngọ. Địa chi của mẹ và địa chi của con không xung không hợp nhau. Điểm tương hợp của bố và con là 0.5 điểm. Điểm tương hợp của mẹ và con là 2 điểm. Năm 2026 là năm có các chỉ số điểm tương hợp giữa ngũ hành, thiên can, địa chi của bố mẹ và con khá thấp, 2.5 trên 10 điểm. Như vậy Tuổi chồng canh ngọ 1990 vợ ất hợi 1995 không hợp tuổi sinh con năm 2026. Chồng canh ngọ 1990 vợ ất hợi 1995 sinh con năm 2027. Nam và nữ sinh năm 2027 tuổi đinh mùi, tức tuổi con dê. Thường được gọi là thất quần chi dương tức dê lạc đàn. Mệnh thủy thiên hà thủy nghĩa là nước trên trời. Năm 2027 có. Niên mệnh bố tương khác với niên mệnh con vì thổ khắc thủy mệnh bố bất lợi cho mệnh con niên mệnh con tương khắc với niên mệnh mẹ vì thủy khắc hỏa mệnh con không tốt cho mệnh mẹ thiên can của bố mẹ bình hòa với thiên can của con địa chi của bố và địa chi của con đạt lục hợp ngọ hợp mùi địa chi của mẹ và địa chi của con đạt tam hợp hợi mão mùi điểm tương hợp của bố và con là hai điểm điểm tương hợp của mẹ và con ba điểm Năm 2027 là năm có các chỉ số điểm tương hợp giữa ngũ hành, thiên can, địa chi của bố mẹ và con trung bình, 5 trên 10 điểm. Như vậy, tuổi chồng canh ngọ 1990 vợ ất hợi 1995 có thể sinh con năm 2027. Chồng canh ngọ 1990 vợ ất hợi 1995 sinh con năm 2028. Nam và nữ sinh năm 2028 tuổi mậu thân, tức tuổi con khỉ. Mệnh thổ, đại trạch thổ nghĩa là đất nền nhà năm 2028 có. Niên mệnh con và niên mệnh bố không sinh không khác với nhau vì thổ hòa thổ. Niên mệnh mẹ tương sinh với niên mệnh con vì hỏa sinh thổ. Mệnh mẹ làm lợi cho mệnh con. Thiên can của bố mẹ bình hòa với thiên can của con. Địa chi của bố và địa chi của con không sung không hợp nhau. Địa chi của mẹ và địa chi của con phạm lục hại, thân hại hợi và phạm tứ hành xung dần, thân, ị, hợi. Điểm tương hợp của bố và con là 2.5 điểm. Điểm tương hợp của mẹ và con 2.5 điểm. Năm 2028 là năm có các chỉ số điểm tương hợp giữa ngũ hành, thiên can, địa chi của bố mẹ và con trung bình, 5 trên 10 điểm. Như vậy, tuổi chồng canh ngọ 1990 vợ ất hợi 1995 có thể sinh con năm 2028. Các năm sinh con hợp nhất với hai bạn là 2018, 6 trên 10 điểm, 2022, 6 trên 10 điểm, 2030, 6.5 trên 10 điểm, 2039, 6.5 trên 10 điểm. Tuy nhiên, con cái là của trời cho, sinh nở vốn là việc tự nhiên, nên trước khi quyết định sinh con, các cặp vợ chồng nên đưa ra những quyết định phù hợp với từng điều kiện. Hoàn cảnh của gia đình mình, có như vậy trẻ nhỏ mới được nuôi dưỡng và giáo dục trong điều kiện tốt nhất. Không nên vì năm này là năm đẹp hay hợp tuổi cha mẹ mà quyết định mang thai và sinh nở một cách quá vội vàng video đến đây là kết thúc đừng quên đăng ký kênh để tiếp tục theo dõi các video tiếp theo của chúng tôi nhé